chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, ẩm thực miền quê mình mời các bạn cùng vào bếp để làm món phở cuốn nhất Hà Nội. Rất là ngon, đơn giản mà lại dễ làm, dễ ăn. Khi ngày hè này chúng ta không muốn nấu nướng nhiều, các bạn có thể nấu như thế này để mình làm cho gia đình mình thưởng thức ạ. Các nguyên liệu để làm món ăn này mình mời các bạn cùng làm với mình ạ. Để làm món ăn này thì các bạn cần chuẩn bị các nguyên liệu như sau cho mình nhé. Thứ nhất là bánh phở cuốn các bạn ạ, giò các bạn cho mình 250g, 3 cây xúc xích, 1 cây cà rốt, 3 quả trứng gà nhá, và dứa 1 quả, rau nữa ạ. Được, cái món này không thể thiếu là rau thơm nhé, rau thơm, xà lách và dưa leo các bạn ạ. Rau thơm này thì mình đã rửa và ngâm trong nước muối, bây giờ mình sẽ đi bỏ, các bạn ngâm cho mình từ 5 đến 7 phút sau đó mình sẽ rửa lại nhé. Và mình dùng 100g thịt nữa, các bạn có thể dùng thịt, nhưng mình dùng thịt này là mình dùng thịt thăn, các bạn có thể dùng ba chỉ thì nó sẽ ngon hơn, nhưng nhà mình các con ấy không muốn ăn thịt mỡ ạ. Thịt ý thì mình sẽ luộc lên, các bạn luộc cho mình ý thịt thăn này lên với muối nhá. Giò các bạn sẽ thái ra cho mình thái sợi ạ. Đây ạ, rào mình thái xong rồi. 3 cây xúc xích này các bạn cũng thái ra cho mình. Mình cũng thái sợi ra như thế nhé. Xúc xích này thì mình sẽ luộc qua lên. Nếu các bạn không thích xúc xích thì thôi nhé, mình có giò là được rồi. Nhưng mà đây nhà mình á, các con ấy thì nhỏ nên là thích ăn xúc xích nên là mình cho thêm vào. Đây các bạn, cái phần thịt chín rồi nhá, mình sẽ vớt ra để mình cho cái phần xúc xích vào để mình trần nhé. Trần qua lên thôi là các bạn cũng lại vớt ra cho mình. Đây các bạn, cái phần xúc xích sôi lên là được rồi, mình sẽ vớt ra cái phần xúc xích này nhé. Cà rốt các bạn cũng thái sợi ra cho mình. Củ cà rốt này. Đây các bạn, cho mình một chút muối vào để mình ngộp cái phần cà rốt này lên. Cà rốt ạ, để luộc chín lên cho mình. Cà rốt này kể cả ăn sống cũng được nhé, nhưng mà thôi mình cứ nấu chín một chút thôi, gọi là trần qua cũng được cho nó đỡ cái mùi thăng của cà rốt. Trứng các bạn sẽ đập ra để mình tráng lên nhé. Cái phần trứng này các bạn sẽ cho mình một chút bột canh vào. Mình đánh tan cái phần trứng này ra để mình tráng lên. Cà rốt chín các bạn cũng vớt ra cho mình nhá. Các bạn cho chảo lên bếp và mình cho dầu ăn vào đây.
chỉ cần nước dầu ăn mỏng thôi. Và mình sẽ đánh cái phần trứng mình cho vào. Đấy các bạn, cái phần dưa leo mình cũng cắt ra làm đôi và mình cũng thái ra nhé. Khi mình đã rửa sạch rồi, mình muối rồi, mình sẽ ăn cả vỏ. Mình cũng thái sợi ra như cà rốt và giò ấy ạ. Bây giờ mình sẽ thái cái phần dứa ra các bạn nhé. Dứa mình sẽ thái theo chiều này các bạn ạ. Vì nếu mà thái theo phía kia thì nó sẽ nát dứa. Đây ạ, cái phần trứng các bạn sẽ thái ra cho mình nhé. Mình thái ít thịt này ra nữa nhé. Nếu mà bạn nào ăn được mỡ thì chúng ta có thể mình dùng ít thịt ba chỉ thì cuốn vào mấy rau này ăn kèm cũng được. Chấm phở cuốn này thì các bạn cho mình vào đêm nước này, và nếu mà các bạn ăn ngọt nhiều ấy thì mình sẽ cho ngọt nhiều nâng bát nước nhé. Tùy theo cái độ ngọt của gia đình, và mình sẽ hòa tan cái phần đường này đi. Khi đường tan nhé thì các bạn sẽ cho mình lượng mắm vào đây ạ, vừa phải thôi để cho nó có độ mặn vừa nhé, chứ không cần phải mặn quá. Rồi các bạn sẽ bắt cho mình vào đây nước cốt chanh. Mình nếm chua ngọt vừa phải là được. Sau cùng thì các bạn mới cho mình phần tỏi băm và ớt băm nhé. Để các bạn, các nguyên liệu đã xong rồi thì mình sẽ bày ra. Cho mình một cái mâm con, các bạn sẽ cho mình phần rau ra nhé. Để các bạn, phần giữa thì mình sẽ cho vào đây bát mắm chấm nhé. Đấy các bạn, mình sẽ gì nhỉ? Cuốn mà bằng đĩa các bạn ạ, đặt lên đĩa để mình cuốn nhé. Đấy ạ, như vậy là món phở cuốn của mình Hà Nội ạ, rất là ngon như thế này ạ. Là mình cuốn vào nó có thể ăn được. Bây giờ mình cuốn, mời các bạn thưởng thức ạ. Đây các bạn, mình sẽ cho cái bánh ra nhé. Nếu mà trường hợp mình không có bánh cuốn như thế này, các bạn có thể dùng bánh trắng như thế này nhé. Và mình chỉ cần dấp qua nước thôi là các bạn có thể cuốn lại như là phở cuốn thôi ạ. À, các bạn thích ăn gì ấy, thì tức là mình sẽ xếp vào đấy để mình cuốn để mình ăn nhé. Đấy, xong rồi thì mình sẽ cuộn lại thì là mình có thể thưởng thức. Các bạn chấm vào nước chấm này là ta có thể thưởng thức được rồi. Mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. Rất là ngon, các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình ạ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.